Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Sau khi kiểm tra, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng của quận Cẩm Lệ và chỉ đạo quận tăng thêm một số điểm chốt chặn kiểm tra người và phương tiện đi đường. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, ngay trong chiều nay, quận Cẩm Lệ đã thành lập thêm 2 điểm chốt chặn để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo đó, tại cổng chính đường vào khu công nghiệp Hòa Cầm đã được thiết lập chốt chặn với sự tham gia của các lực lượng chức năng phường Hòa Thọ Tây, phối hợp với công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm, công an thành phố cũng cử cán bộ tăng cường. Về phía công an thành phố thì đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang là công an phường Hòa Thọ Tây bố trí phương án phân luồng để kiểm soát lượng người ra vào cổng cho hợp lý đúng theo quy định. Ngày hôm chiều hôm nay thì có bên phường có công an phường phối hợp với lại chính quyền địa phương cũng như lực lượng vũ trang phường kiểm tra chốt chặt tại đường số 1 khu nghiệp Hòa Cầm để kiểm tra khối lượng xe tải đường dài cũng như công nhân khu công nghiệp ra vào khu công nghiệp. Anh em cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Tại đường Cách mạng tháng 8 phía trước trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế quận Cẩm Lệ cũng vừa thành lập trạm chốt chặn để tăng cường kiểm tra người đi đường ngay trong chiều nay với sự tham gia của nhiều lực lượng liên ngành. Đối với các chốt chặn trên địa bàn quận, do địa bàn quận là có rộng cho nên là cũng có nhiều tuyến đường đô thị lớn đi vào quận Cẩm Lệ, cửa ngõ quận Cẩm Lệ. Chúng tôi đã thành lập 27 cái chốt cứng để chúng tôi bố trí lực lượng trực 24/24. Và chúng tôi đã thành lập rất là nhiều cái tổ mà cơ động để đi kiểm tra, xử lý những trường hợp mà ra đường mà không có lý do. Riêng đối với tuyến đường Cách mạng tháng 8 hôm nay thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ liên ngành gồm công an thành phố và công an quận Cẩm Lệ cũng như là chính quyền địa phương phường Nghĩa Trung và đã tập trung kiểm soát chắc chốt chặn tại tuyến đường Cách mạng tháng 8. Còn về chiều hôm nay chúng tôi cũng đã thành lập với lại phối hợp với lại cái khu công nghiệp Hòa Cầm. Chúng tôi thành lập mà cái chốt tại cửa ngõ khi bước vào khu công nghiệp Hòa Cầm. Các điểm chốt chặn từ đường Cách mạng tháng 8 vào các khu vực dân cư cũng được tăng cường lực lượng và siết chặt hơn. Theo Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ có địa bàn khá rộng nên việc huy động lực lượng để tham gia tại các chốt chặn gặp nhiều khó khăn. Song quận đã cố gắng khắc phục. Chúng tôi cũng phải huy động toàn bộ lực lượng công an cũng như quân sự, dân quân và chính quyền địa phương và khu dân cư, tổ dân phố cùng tổ chức chốt chặn tại các chốt. Tuy là thời tiết nắng nóng nhưng và chúng tôi vẫn bố trí là 3 ca, mỗi ca tầm 7 cán bộ chiến sĩ cũng như dân quân, dân phòng, dân phố để trực mỗi ca như vậy là 7 người. Như vậy là chúng tôi triển khai là lực lượng rất là đông, huy động toàn bộ lực lượng mới đảm bảo được. Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, quận Cẩm Lệ đang tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài địa bàn rộng, quận Cẩm Lệ còn có khu công nghiệp Hòa Cầm và nhiều khu nhà trọ dành cho công nhân và sinh viên, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch đòi hỏi nỗ lực rất lớn của chính quyền địa phương.